Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tập cái bài liễu thuận nương đàn kềm. Bài này là cái hơi quản ha, hai quản. Thì ra quản là nãy tôi những cái clip trước á, tôi có nói cái chữ rung mà. Rung chữ sang, chữ liều, chữ liêu đó. Chữ sàn đó. Đừng rung chữ sừ, đừng rung chữ cống, mà rung sừ cống nó ra hơi bắt. Rồi bắt đầu mình đi vào cái câu 1 ha. U sang liều u sàng sàng. Sàng sàng sư sàng sư liêu phan công. Đọc nó đúng giọng nó mới ra, còn nó không đúng giọng mình đền cũng không được luôn nha. U sang liều u sàng sàng sư sàng sư liêu phan công. Cái mỗi câu tôi cũng phân 4 nhịp như hai nhịp thôi, nhưng mà mình phân 4 nhịp luôn nha. Bỏ nhịp đầu nè. Lặp lại. Câu 2. Công liêu công xê công liêu xê y sư sang liêu sư sang. Lại. Câu 3. Sang sư sang. Sang sư sang u sang liều u. À đúng rồi, câu 3 nó quay lại câu 1 này, nhưng mà mình cái có một cái nhịp mình phải đờn khác thôi. Đó, tại vì cái câu 1 cái nhịp đầu mình bỏ, mình gõ trong làm vô, bây giờ cái câu 3 thì nó liền từ câu 2 qua, do đó mình phải chầu ba chữ là sang xứ sang, xong nó quay lại câu 1 ha. Rồi câu 4. Câu 4 này nó cũng trùng câu 2 nữa nè. Nhưng mà tôi đợi khác thôi, chỉ khác là sê công liêu liêu sê sang y sư sang họ sư sang. Câu 5. Sư sang y u họ họ y sư họ sư sang sư. Xuống đây ăn. Nó có chữ. Câu 6. Xê xê liêu công liêu xê công sang y sư sang hò sư sang. Lặp lại. Tại vì cái chữ xê cuối câu 5 nên mình điểm là hai chữ xê này cho nó ngoại cái nhịp ra ha.
Câu 7. Sáng xế sáng xế y u hò hò y sư hò sư sáng xế. Lặp lại. Câu 8. Xế 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 công liêu xế công xế y u công liêu. Không. Xế 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 xế. Đấy có cái nhịp nằm sao. Đúng rồi, cái nhịp nó như thế này. Hò sư cuối của bài hò sư sang sư. Rồi là câu 8 à. Cuối câu 7 là chữ C. Rồi lặp lại. Câu 9. U liều u sang liều u liều u sàng xê liêu phan công. Lặp lại. Câu 10. Công 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 liêu u sang liêu liêu u liêu phan. À, cách đờn nó vậy mới ra. Tôi viết mà tôi đờn nhiều khi còn không ra mà. Câu 10. Cống tinh công công liêu sáng liêu 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 phan công xê công liêu xê. Lặp lại. Lặp lại. Rồi câu 10 ha. Câu 11. Xê xê công liêu xê công liêu xê công sang y sư. Lại lặp lại. Cống này phải là cống nhắn à. 1 1 n. Viết 1 1 mà nó quên không có chữ n là cống nhắn. Câu 12. Sư hò sư sang sư liếu công sư sang sư công liếu sư. Lặp lại. Chữ sư này là mình điểm lại của cuối câu 11.
chữ C là điểm lại chữ cuối câu 12. Câu 12 C C hò u y C sang y C y u liều. Lặp lại. Bỏ chữ C đầu nha. Khó đơn cũng nè, không có đánh ngọng nè, ngọng không cũng ngậm luôn, câu 14 cộng u liêu cộng liêu u y xứ sang y xứ y u liêu. Cầm u liêu cầm liêu. Cái này phải là câu 15 16 luôn. Tại vì cuối câu này cái nó phải là cái lái liền của câu 16. Tự nhiên có chữ sừ nó khó ha, tôi đợi câu 15 16 luôn đọc luôn nè. U cầm u liêu cầm liêu. Sư sang y sư xê xê sư, chữ này là cuối của câu 15. Sư sang y sư xê xê y xê y u cộng liêu. À, nguyên câu 15 16 ha. Bây giờ mời các bạn sẽ đàn theo một cái bài mẫu ha.